Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và sau những ngày mà phải gọi là mình nhờ bạn tên là Bắp Bé cày dùng cho mình cái clue á, thì hôm nay mình đã đủ để mua được cái con thằn lằn để mà test cho các bạn xem rồi. Và thật sự là cảm ơn bạn ấy rất là nhiều luôn. Mình rất là lười chơi và bận làm việc cho nên là không có thời gian, cho nên là nói chung thì có người giúp thì mình cũng có một tí gì đấy rất là biết ơn. Đấy, các bạn thấy không, mình đã mua rồi đây. Trời ơi, nói chung con này không biết có dễ chơi không thì vào trận chúng ta sẽ cùng xem thử nhá. Ôi trời ơi, cái thứ ngồi thật là kém sang luôn, ngồi banh háng ra bốc mùi của cái loại bò sát các bạn ạ. Con này thuộc cái loại bò sát, nó tanh đươi rưỡi luôn á, công nhận không có một tí gì gọi là thanh lịch và tinh tế gì cả, ngồi banh càng banh háng bay ra ruồi mũi vu khác kiểu, làm mình nín thở từ nãy giờ luôn. Trời ơi, tạo hình dị quá. Ok, chúng ta đã vào game rồi. Nhìn sơ qua thì thằng này nó cũng chả đẹp trai gì đâu các bạn ơi. Nằm trong cái top Hunter mà kinh dị nhất trong cái tựa game Identity Fire đấy. Nhìn nó cứ ghê ghê, đi đứng thì nó cũng không có gọi là thẳng cho lắm. Cứ bên này khập khảnh ấy, cái kiểu vậy ấy. Trời, nhìn chán đời. Hình như cái con này nó có một cái nội tại đó, chính là nhìn được cái máy nào đang được sửa. Ôi, cái con này hay đấy. Dùng robot của mình để mà đỡ đòn dùng, công nhận. Một người chơi khá là thông minh. Đấy, các bạn có thể nhảy như thế này để rút ngắn khoảng cách, nhảy qua những tấm ván, bức tường á. Và hôm nay nó mở bán những cái skin gọi là giới hạn á, thì mình cũng rất là thèm luôn. Nhất là Doctor với lại Joseph Photographer đấy các bạn ơi. Nhưng mà cuối cùng thì quan trọng vẫn là tiền. Trời ơi, một cái skin mà mình hỏi giá trên nhóm Identity Fire Việt Nam thì mấy bạn nói là 500-600 nghìn một cái skin. Mình thấy thôi thôi, tất nhiên là mình phải dẹp mẻ cái ý tưởng đó đi. Tuy là mình cũng rất là thèm những cái skin đấy nhưng mà cuộc đời nó không cho phép. Nói chung thì có Survival hay là có Hunter chơi là mừng lắm rồi. Còn skin có hay không thì nó cũng đẹp hơn thôi. Đụng vô là bỏng tay. Trời ơi, nói chung mình đang buồn, mình không có skin đẹp để chơi. Thôi quay về chủ đề chính ngày hôm nay, đó chính là mình đang truy đuổi con thợ máy Mechanic. Và mình thấy nó cũng khá là nhây đấy các bạn ơi. Đây. Chơi con này thì dĩ nhiên là mình sẽ rút ngắn được cái khoảng cách rất là nhiều. Và thời gian cũng mình cũng giảm bớt được. Đó chính là mình có thể nhảy qua tường luôn. Nhưng mà nếu nhảy vào... Đấy, các bạn thấy không? Nếu mà các bạn nhảy vào chỗ vật cản thì các bạn lập tức sẽ bị rơi xuống. Và cái thời gian hồi chiêu là khoảng 7 giây nhá. Và tối đa chúng ta có thể nhảy lên không trung là 3 bước. 2. Ôi, mình hết năng lượng rồi. Nếu như mà mình đủ năng lượng thì mình sẽ nhảy được 3 bước trên không và sau đó mình sẽ rớt xuống. Nói chung là như vậy. Chết đi! Mày làm tao hơi tốn thời gian trong cái việc truy đuổi mày đấy. Ôi! Đuổi nó cũng thấy mệt đi. Ai chà, ai chà. Ôi, đông thế nhở. Cút ra chỗ khác chơi. Chưa gì mà thôi, mình thấy là lực lượng cứu cái con nhỏ này khá là đông đảo luôn á. Chắc là bạn bè gì đây. Mình thấy ba đứa này nó cùng tên này. Nữ điều phối, nhà tiên tri với lính thuê. Ôi xồi ôi, một phát nhảy quá là hay luôn. Chết đi. Các bạn thấy không, mình một phát nhảy phát nhà tiên tri của chúng ta nằm cục tại chỗ luôn. Đấy, ôi lại hết năng lượng rồi. Lát nữa thì mình sẽ biểu diễn nhảy 3 bước trên không cho các bạn xem. Nói chung thì một bước nhảy sẽ tốn khoảng 20 năng lượng thì phải. Giống như là tơ nhện của con Violetta. Và chúng ta cần là có thời gian hồi nha. Ui, lực lượng tới cứu. Ôi, đang tính nhảy thì nó lại bắn cho viên đạn nữa. Mục tiêu chính của mình bây giờ chỉ là nữ điều phối và nhà tiên tri thôi. Cái con thợ máy kia thì nó cục thì mình cũng không quan tâm cho lắm. Nói chung là chúng ta phải nhảy thì phải nhảy xa cho đúng nhé. Đừng có nhảy tầm bậy như mình, rất là phí năng lượng. Ôi, cái con này mình đi nó thấy cũng khá là mắc cười. Kiểu như bị què. Ôi, tốc biến kìa. Tốc biến chán vậy. Mình thấy cái thằng lính đánh thuê này nó cứ nhoi nhoi ở đây, một mục đích là nó đỡ đòn cho đồng đội. Cố gắng nhảy một người nó cũng như nào. Ôi hay quá. Nhảy trúng nó rồi.
và một lát nữa nó sẽ gục thôi. Ok, mục tiêu cuối cùng của mình chính là thằng nhà tiên tri này đây. Để mình nhảy thêm phát nữa xem được không. Ôi hay vãi. Một pha gọi là bỏ đít vô mặt của anh nhà tiên tri hai lần luôn. Ôi vui vãi đây. Con này đáng để mua nha các bạn. Các bạn phải mua con này mà chơi. Và mình đọc một số thông tin nói rằng con này nó rất phế trong cái map nhà thương phố cắt trắng. Để khi nào có cơ hội luyện, nói chung là lên tay, mình sẽ test thử con nó có thực sự phế trong cái map đó hay không. Bởi vì cái map đó nó có nhiều vật cản vô cùng luôn. Cứu hả mày? Trời ơi. Ôi, con này mà giữ đòn thì khá là lâu nha. Mình thấy tội nghiệp cho thằng nhà tiên tri quá. Con điều phối này vừa cứu mình nhảy một phát nữa lại gục. Thấy tội nghiệp thật luôn. Ok, lần này chết với anh. Ôi, lại hụt rồi. Thôi lần này sẽ cho nó bay về trời luôn. Bye bye em yêu. Con sâu nó đang chạy phía bên kia. Và mình sẽ cố gắng giết nó luôn. Mình thấy con thợ máy này hình như là nó không có lên nhánh tự trị thương, cho nên là nó chảy máu nãy giờ. Không biết là nó đang nằm ở vị trí nào. Khi mà chúng ta nhảy lên thì chúng ta có thể là đập luôn tấm ván và đập luôn cửa survival nha. Cho nên là nó rất là sướng. Ôi các bạn, các bạn phải bỏ tiền ra mua đi. Ôi, hết năng lượng. Chán thật đấy. Ai 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 coi chừng. Nó đi lách qua mình cho nên là mình không có thấy nó. Cái con thằn lằn này nó khá là cao cho nên là survival nó hơi bé con một tí. Đấy các bạn thấy không? Tấm ván lập tức sẽ bị bẻ nát luôn. Ái chà, bỏ ra đây thì em sai rồi. Lần này thì em sai thật sự rồi. Ôi fuck you, hết năng lượng. Ok. À, thợ máy chúng ta đang ở phía bên kia. Ái chà. Lần này thì không thể nào mà thoát khỏi mình đâu. Chết đi em ơi, chết đi. Yes. Ok baby. Ấy chà, chị thương cho đồng đội à. Nhưng mà lần này bạn sai rồi. Ok. Hunter này tốc độ di chuyển nhanh này, nhảy thì cao, leo cửa sổ rất là nhanh luôn. Nói chung là nó cũng không có đặc điểm gì nhiều ngoài cái việc là hồi năng lượng. Thì đây là cái trận đầu tiên mình chơi. Mình có đọc một số cái thông tin sơ sơ về con Hunter Lisa này là như vậy. Nếu mà mình sai ở chỗ nào mà chưa thấy hợp lý thì các bạn có thể comment chỉ cho mình nhé. Bởi vì mình đây là trận đầu tiên mình mới test thôi, cho nên nó cũng có nhiều cái sai sót. Úi giời, hù có mấy cái. Ấy. Ok. Lần này thì gục luôn đó, khỏi chị thương. Và con này có một cái nội tại, mình thấy là đứa survival nào mà nó đang sửa máy mà mình đến gần thì lập tức là chúng ta có thể thấy cái máy nó vàng lên. Đồng nghĩa việc là survival nó đang sửa cái máy đấy. Các bạn thấy mấy lần mình thấy cái máy nó màu vàng rồi. Chạy nhanh phết nhờ. Mỗi lần cái con này mà đánh survival là nó sẽ lè cái lưỡi ra nhìn rất là tởm nhá. Nhìn nó cứ kiểu như cái con gì ấy, mình nó thề các bạn luôn, mình rất là ghét mấy con bò sát kiểu như này. Đặc biệt là mấy cái con thằn lằn này, con cóc, con nhái rồi con rắn. Mấy con ở bò ở dưới đất ấy. Nhìn lúc nào nó cũng ra nó cũng láng láng rồi. Ươn ướt nhìn nó tởm tởm cái gì ấy. Mình thấy con này đang đua top cạnh tranh xấu vãi nồi trong các Hunter. Tựa game này thì mình thấy Hunter xấu nhất là cái con bạch tuộc, thứ hai đến con nhện và thứ ba là cái thằng khốn này đây. Cầm con dao thì ghét. Ôi cái hầm đây rồi. Ok, cái hầm ở đây thì mình sẽ nghĩ là thằng lính lánh thuê nó sẽ ở xung quanh đây thôi chứ không có đi đâu xa.
để mình lại mình xem là cái con nữ điều phối này có được thằng Lý Đánh Thuê ở đó cứu không. Bây giờ mình sẽ nhảy cho các bạn xem nhá. 1 2 3. Đấy. Hình như là cứ 3 lần là nó sẽ bị rớt xuống nhá. Và nữ điều phối của chúng ta bị bỏ rơi rồi. Một thằng rất là vô tâm luôn. Chơi cùng team mà nỡ lòng nào vô tâm vậy. À, con sâu đây rồi. Ôi trời ơi, chạy đi em ơi. 1 2 3. Đấy, các bạn thấy không? Cứ 3 lần là nó sẽ rớt xuống. Không biết là có nhảy được lần thứ 4 không thì mình mới chỉ có nhảy được lần thứ 3 thôi. Wow. Thằng này có vẻ chơi hay đấy. Bởi vì nó lách khá là hay, khá là giỏi. Và tất nhiên là nếu như mà mình trong cái trường hợp bị hun dí thế này kiểu gì mình cũng sẽ bị ăn vụt thôi. Ơi, chạy kìa. Chạy đâu khi mà mình có những cái chiêu bật cóc như thế này. 1, 2, rầm. Ôi, hụt rồi. Cứ nghĩ là mình sẽ đặt cái deep của mình vào trong mặt thằng lính thuê chứ. Ôi, anh nhìn anh đang sợ. Này thì trúng này. Ok. Chắc chắn là mình sẽ thắng trận này rồi. Bởi vì mình đã làm cho cái thằng lính thuê gục đến nơi các bạn. Nhờ một cú đặt deep vào mặt của mình. Rồi ôi. Thôi, có lẽ là trận đấu của mình sẽ chiến thắng. Và trận sau thì mình sẽ cố gắng diễn đạt một cách là hay hơn nữa. Và xin chào tất cả các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nếu thích video này thì hãy ấn subscribe kênh và like video cho mình nha. Tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.